Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Anthony tỏa sáng, Manchester United thắng tưng bừng lấy tô bà. Manchester United chốt chiêu mộ Erling Haaland mới 70 triệu euro. Thủ thành David De Gea từ chối gia hạn Manchester United, chấp nhận rời Old Trafford. Marco Rashford báo tin vui cho Ten Hag. Anthony tỏa sáng, Manchester United thắng tưng bừng lấy tô bà. Trong một ngày thi đấu ấn tượng, Anthony đã đóng góp dấu giày vào cả hai pha lập công để giúp Manchester United giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Nottingham Forest. Chỉ phải đối đầu với một đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Manchester United đã thị uy sức mạnh và nhập cuộc đầy tự tin. Ngay từ phút đầu tiên, Jadon Sancho đã có cơ hội ngon ăn để mang về bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, thủ thành Keylor Navas đã thi đấu xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà Nottingham Forest. Khoảng thời gian sau đó, các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn là những người chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, trước lối chơi kín kẽ của đội chủ nhà, Manchester United gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Nottingham. Mãi đến phút 32, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện khi Anthony Martial cướp bóng của các cầu thủ đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Keylor Navas phải đẩy ra. Ngay lúc đó, Anthony đã băng vào kịp thời để đá bồi, mang về bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Manchester United đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra sức ép về phía cầu môn đội chủ sân City Ground. Dẫu vậy, trong một ngày thi đấu chói sáng, Keylor Navas đã liên tục khước từ các bàn thắng của những Anthony, Bruno Fernandes hay Anthony Martial. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm sang phút 76, thủ thành người Costa Rica đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau một pha phối hợp bài bản của những vị khách. Anthony nỗ lực đi bóng trước khi tung ra đường chọc khe, mở toang khoảng trống cho Diogo Dalot băng vào dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho nửa đỏ thành Manchester. Dù dẫn tới hai bàn, nhưng các cầu thủ Manchester United vẫn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, họ không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào trong những phút còn lại. Chung cuộc, trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho những vị khách đến từ thành Manchester. Kết quả này cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Manchester United chốt chiêu mộ Erling Haaland mới 70 triệu euro. Theo báo chí Italia, Atalanta đã báo giá tiền đạo Rasmus Højlund, người được mệnh danh là Erling Haaland mới. Hãng tin Corriere della Sera của Italia tiết lộ, Atalanta đã đưa ra mức giá dành cho Højlund trước sự quan tâm của các ông lớn ở châu Âu. Cụ thể, đội bóng Serie A sẵn sàng bán chân sút số 1 của họ vào mùa hè này nếu bất cứ câu lạc bộ nào chịu chi số tiền từ 65 đến 70 triệu euro. Tuy nhiên, các bên quan tâm có thể phải gửi lời đề nghị có giá trị cao hơn nếu muốn sở hữu tiền đạo người Đan Mạch. Thời gian qua, Manchester United nổi lên như là một trong số những đội bóng muốn có Højlund vào mùa hè này. Huấn luyện viên Ten Hag vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo cắm đủ khả năng lĩnh sứ hàng công của Quỷ Đỏ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Nhìn vào những gì đã thể hiện, Wout Van Aert rõ ràng chỉ là phương án mang tính tạm thời. Với mức giá mà Atalanta đưa ra, Højlund nhiều khả năng sẽ có giá rẻ hơn so với Harry Kane, mục tiêu hàng đầu của Man United. Tottenham chắc chắn sẽ hét giá chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh, không dưới 100 triệu euro. Højlund chuyển đến Atalanta vào mùa hè năm ngoái, gia nhập từ đại gia áo Sturm Graz với mức phí chuyển nhượng 17 triệu euro. Tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng hòa nhập và trở thành cầu thủ không thể thay thế trên hàng công của Atalanta. Cầu thủ 20 tuổi đã ghi được 7 bàn thắng và cung cấp 2 pha kiến tạo cho đến nay, ngay trong mùa giải đầu tiên tại Serie A. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Højlund cũng đã lập hat-trick cho Đan Mạch trong chiến thắng 3-1 trước Phần Lan hồi tháng trước. Cầu thủ 20 tuổi được tờ báo BT của Đan Mạch mô tả là số 9 nguy hiểm mới trong đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Højlund sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m91. Điều đó giúp cầu thủ 20 tuổi có khả năng cản lướt, tì đè, không chiến và làm tường tốt. Ngoài ra, tiền đạo người Đan Mạch còn được đánh giá cao ở những tình huống chọn vị trí và dứt điểm. Nhờ đó, tài năng trẻ sinh năm 2003 đã được giới chuyên môn so sánh với chân sút đang nổi đình nổi đám là Erling Haaland của Man City. De Gea từ chối gia hạn Manchester United, chấp nhận rời Old Trafford. Thủ thành David De Gea từ chối lời đề nghị gia hạn mới nhất của Manchester United bởi sự thiếu tôn trọng của đội bóng. Anh được cho là sẵn sàng rời khỏi Old Trafford sau 12 năm. The Sun cho hay, David De Gea, người sẽ 33 tuổi vào tháng 11 tới, không chấp nhận lời đề nghị mới từ Quỷ Đỏ, không loại trừ việc rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa. Thỏa thuận hiện tại giữa David De Gea và Manchester United chỉ còn vài tháng nữa. Bản thân thủ môn người Tây Ban Nha gần đây cũng đã thổ lộ muốn được tiếp tục chơi bóng ở nhà hát của những giấc mơ, nơi anh được Sir Alex đích thân bay sang xứ sở đấu bỏ mang về vào năm 2011. Để ở lại Manchester United, David De Gea chấp nhận giảm lương so với mức đang hưởng cao nhất đội là 375.000 bảng. Tuy nhiên, anh không đồng ý con số mà Quỷ Đỏ đưa ra, cắt giảm gần nửa lương xuống còn 200.000 bảng một tuần.
Điều này sẽ khiến thu nhập hàng năm của anh giảm đi 9 triệu bảng. Không chỉ bởi yêu cầu giảm sâu lương, David De Gea cho rằng Manchester United làm như thế là thiếu sự tôn trọng với anh, một người chiếm hầu hết giải thưởng hay nhất năm của đội trong gần chục năm qua. Mức lương ấy cũng sẽ khiến David De Gea ra khỏi top đầu lương của câu lạc bộ sau những Rafael Varane, Jadon Sancho, Casemiro, Bruno Fernandes. David De Gea tuy bị đặt dấu hỏi về khả năng chơi trần, nhưng anh vẫn khiến huấn luyện viên Ten Hag hài lòng và tin tưởng. Kế hoạch của vị thuyền trưởng người Hà Lan là ưu tiên ngân sách cho các vị trí khác cần tăng cường hơn. Thủ môn người Tây Ban Nha là nút chặn đáng tin cậy của Manchester United trong nhiều năm qua. Ngoại trừ khoảng thời gian của mùa giải năm 2020-2021 có lúc mất vị trí vào tay của Dean Henderson, sau đó anh trở lại mạnh mẽ. David De Gea có 185 trận giữ sạch lưới sau 533 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Trong trường hợp xấu nhất, David De Gea sẽ rời khỏi Old Trafford nếu Manchester United không cải thiện lời đề nghị. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, đôi bên đều thiện chí và lãnh đạo của câu lạc bộ đang tìm ra phương án để David De Gea tăng thu nhập bằng các khoản thưởng cho hợp đồng có thời hạn 3 năm đến khi kết thúc mùa giải 2025-2026. Marcus Rashford báo tin vui cho huấn luyện viên Ten Hag. Tiền đạo Marcus Rashford có khả năng cao sẽ kịp thời bình phục chấn thương để trở lại trong cuộc tái đấu với câu lạc bộ Sevilla ở tứ kết lượt về Europa League trên đất Tây Ban Nha. Theo tờ The Athletic, sau trận lượt đi với câu lạc bộ Sevilla, chính huấn luyện viên Ten Hag đã có những phát biểu về trường hợp chấn thương của tiền đạo sinh năm 1997. Có một cơ hội Rashford có thể trở lại ở trận tái đấu với Sevilla, nhưng tôi không thể xác nhận điều đó vào thời điểm này. Trong cuộc đối đầu ở lượt đi, với việc Rashford không thể ra sân, chiến lược gia người Hà Lan đã để Anthony Martial chơi cao nhất trên hàng công, cùng với đó là Anthony và Jadon Sancho lần lượt ở hai vị trí cánh phải và cánh trái tiền đạo. Savitzer được chơi cao hơn, trong đó Bruno Fernandes chơi cùng với Casemiro ở vị trí tiền vệ trụ. Manchester United phải nhận kết quả hòa đáng tiếc trước câu lạc bộ Sevilla dù có hai bàn thắng dẫn trước. Nhưng tổn thất hàng thủ đang thực sự khủng hoảng khi Lisandro Martinez và Rafael Varane phải rời sân khi gặp phải chấn thương khá nặng và dự kiến sẽ không thể ra sân ở trận tái đấu với câu lạc bộ Sevilla trong trận đấu tứ kết lượt về. Trước đó, chấn thương của Marcus Rashford dự kiến phải mất từ 3 tới 6 tuần để bình phục. Tuy nhiên, có vẻ như vết thương của Rashford gặp phải không quá nặng và khả năng tiền đạo người Anh sẽ trở lại trong chuyến làm khách trên sân Sanchez-Pizjuan của câu lạc bộ Sevilla. Ngoài trường hợp của hai trung vệ của Manchester United, tiền vệ Bruno Fernandes sẽ vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng. Trận đấu giữa Manchester United với câu lạc bộ Sevilla ở trận đấu tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 4 trên sân vận động Sanchez-Pizjuan. Anthony tỏa sáng, Manchester United thắng tưng bừng lấy top 3. Trong một ngày thi đấu ấn tượng, Anthony đã đóng góp dấu giày vào cả hai pha lập công để giúp Manchester United giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Nottingham Forest. Chỉ phải đối đầu với một đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Manchester United đã thị uy sức mạnh và nhập cuộc đầy tự tin. Ngay từ phút đầu tiên, Jadon Sancho đã có cơ hội ngon ăn để mang về bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, thủ thành Keylor Navas đã thi đấu xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà Nottingham Forest. Khoảng thời gian sau đó, các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn là những người chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, trước lối chơi kín kẽ của đội chủ nhà, Manchester United gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Nottingham. Mãi đến phút 32, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện khi Anthony Martial cướp bóng của các cầu thủ đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Keylor Navas phải đẩy ra. Ngay lúc đó, Anthony đã băng vào kịp thời để đá bồi, mang về bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Manchester United đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra sức ép về phía cầu môn đội chủ sân City Ground. Dẫu vậy, trong một ngày thi đấu chói sáng, Keylor Navas đã liên tục khước từ các bàn thắng của những Anthony, Bruno Fernandes hay Anthony Martial. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm sang phút 76, thủ thành người Costa Rica đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau một pha phối hợp bài bản của những vị khách. Anthony nỗ lực đi bóng trước khi tung ra đường chọc khe, mở toang khoảng trống cho Diogo Dalot băng vào dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho nửa đỏ thành Manchester. Dù dẫn tới hai bàn, nhưng các cầu thủ Manchester United vẫn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, họ không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào trong những phút còn lại. Chung cuộc, trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho những vị khách đến từ thành Manchester. Kết quả này cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.